vbgame.vn, shop app uy tín, giá rẻ, an toàn, tự động. Trời ơi, anh em thấy gì không? Gọi cho anh em thấy, tức quá anh em ơi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Gà đây. Ấy, hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là mình đã nhịn ăn sáng giờ anh em ơi. Nói chung là clip này mình sẽ sử dụng số tiền tiêu một ngày của mình để làm một clip cho anh em xem. Đó là, anh em biết gì không? Đố cho anh định làm clip gì? Hả? Con này anh em, suốt ngày nó cứ đòi đi ăn kem không à. Ăn kem ở đâu ngoài á. Đó là tôi sẽ sử dụng số tiền tiêu trong một ngày của tôi để đi gấp thu gom anh em. Hả? Nói chung là một ngày là tôi thường là tôi tiêu 200k, thì tôi sẽ dùng 200k này để mua hết thẻ để đi gấp thu bông. Gấp thu bông tặng bạn gái đi. Chào quý vị. Khu trò chơi đây. Đó, anh em thấy không? Sau lưng tôi á. Đố anh em biết đây là trung tâm nào. Anh em nào biết comment phía bên dưới nha. Ấy. Cái thấu được cái thú này. Đi ghê quá. Ừ, mấy thú này đi sớm quá anh em ơi. Bao nhiêu? Chào nó kêu là mang số này ngoài chợ là 10.000 một con anh em. Bán sổ 20-30 ngàn. Okay, nói chung là mình đi làm clip mà. Thôi, đi vô mua 200 ngàn kẻ đi. Đây anh em ơi, có trong đó đây nè. Nhìn 6-7 trướng luôn ấy. Đến. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi mua thẻ nha anh em. Mua 200 ngàn thì đi thôi. Bao nhiêu một thẻ vậy? 5 ngàn. 5 ngàn một thẻ. Lấy 200 ngàn thẻ. Ok anh em, đây, tôi đã mua 200 ngàn thế này anh em. Bây giờ tôi sẽ đi ghép nha. Ghép đỡ tặng bạn gái. Nói chung là xô ở đây khá là mắc anh em ơi. Tới 5 ngàn một xô là thấy 40 xô. Rồi. Ê, thôi em cho rút đi, lên quay ra. Bây giờ tôi sẽ chia ra, tôi với Châu mỗi đứa 20 xô anh em. Ghép thi, để coi thử ai sẽ ghép được thú nha. Nói chung là không biết là có bị mất hết thú gì. Mất hết xô không được thú nào nữa. Rồi, chơi trước đi bạn. Đấy, giờ Châu nó sẽ ghép hai thẻ, ấy hai thẻ trên một lần ghép nha anh em. Chung là nhậu anh em ơi. Hồi nãy vô trong đó được ghép thú á, đang ghép mấy cái hai xu đúng không? Anh ghép thú này nè, ghép thú này đi. Thú này sao ghép? Là mọi người ta nhắc nhở anh em ơi, là người ta kêu là không cho quay phim, nên là hai đứa tôi mới đành phải đổi tiền lại về đi ra. Bây giờ hai đứa tôi sẽ đi kiếm chỗ khác là ghép anh em ơi. Nói chung là hôm nay tôi sẽ cố gắng để ghép được hết 200.000 xu nha anh em. Hồi nãy 80.000 rồi đúng không? Ừ, chỉ còn 190.000 anh em ơi. Bên kia không cho quay đúng không? Thì tôi với anh Châu sẽ qua bên Landmark. Đấy, bây giờ hai đứa tôi sẽ lên trên khu trò chơi của Landmark nha. Được. Quay hết 190.000 còn lại. Giao nãy là quay hết 2 xu rồi. Rồi, đi thôi. Khu trò chơi bên đây toàn là nít không anh em ơi? Toàn là con nít. Em cũng là con nít mà. Mày là con nít hả? Con điên á. Không biết là ta cho quay không nữa. Nói chung là vô xin thử. Người ta cho quay thì mới quay anh em ơi. Còn không cho quay thì thôi. Chắc lại đi kiếm chỗ khác quá. Hên quá anh em ơi. Ở bên đây người ta nói cho quay phim. Tưởng nó không cho quay nữa là fail clip luôn. Giờ phải mua vé vào cổng. Hai đứa tao đeo rồi phải đi vô khu để chơi. À, tài khoản chính là bạn chơi game được luôn hả? Dạ. Hai tôi đã vô được rồi anh em ơi. Nói chung là hơi thăm một tí. Có nghĩa là phải mua vé tới 40.000 cho hai đứa nữa. Bây giờ phải bỏ giày ra nữa anh em ơi. Hơi phức tạp tí nhưng mà không sao. Vì anh em tôi sẽ cố gắng. Bây giờ là tôi sẽ ghép bao nhiêu lượt đây, có thể có bao nhiêu điểm. Tôi đã vô được 5 cái chỗ ghép thú bông rồi. Bên này thì mắt nhiều luôn, nhiều hơn bên kia rất là nhiều. Toàn là gấu đẹp không à. Chào nhận xét coi, bên nào đẹp hơn? Bên này. Mẹ ở trong này lẻ lắm anh em ơi. Có nghĩa là mình phải nộp 200 ngàn cho trong cái thẻ này nè. Chứ không có được là lấy tông đúng không? Ừ. Không có nhận xu. À, không có được nhận từng xu như là bên kia. Mẹ này thấy sạch sẽ hơn. Ừ. Thì chỉ cầm thẻ thôi, còn mình thường xu là nó dơ. Ừ. Còn cái này là mình chỉ lấy một cái thẻ này thôi. Mỗi lần quẹt cái gì? Mỗi lần ghép ở đây á là 6 ngàn đúng không? Ừ. Mỗi lần ghép ở đây là 6.000 đồng anh em. Là tôi đã nộp hơn 200 ngàn. 200 ngàn chứ. 200 ngàn cho trong cái thẻ này. Nhưng mà không phải quẹt mà là cảm ứng. Nè, hình như thôi à. Rồi bây giờ anh Châu nó sẽ chơi thử nha anh em. Chơi chừng nào mà hết tiền trong thẻ thì thôi. Ghép phong được cái khoảng cỡ 30-40 lần gì đó. Ở trong đây toàn là con nít không à. Nói cho anh em xem. Khu trò chơi con nít mà. Đấy anh em,
ngàn nha. Còn lại 184 ngàn này anh em. Rồi. Dậu quá anh em ơi, cái gấp nãy giờ 2 lần rồi mà che có một cái gì gọi là nhúc nhích luôn á. À, anh em coi nó này, hồi nãy gấp cho nó thành nó mới đeo chứ, con mắt xéo nghìn. Rồi gấp đi. Rồi bây giờ sẽ tới lượt tôi nha anh em. Nói chung là đỡ có hơi tình độ của tôi tới đâu. Đỡ sao, đỡ sao? Trời đúng không? Để dưới bạn ơi. Đấy, được rồi này nha anh em. Giờ gắt thôi. Ừ. Tiếc quá vậy. Ok ok. Thêm lần nữa đi. Lần 2 nha. Em nhớ bằng quay ái rồi. Rồi. Nữa đi. Thôi, này. Rồi bây giờ cho nó sẽ ghép. Sao ghép bên kia? Nó bị cuồng ở này anh em ơi. Gương mặt của chúng ta. Trời ơi ghép dở quá à. Con này nó ghép dở tôi luôn anh em ơi. Anh em thấy nó ghép thấy ghét không? Ghép gì mà không có một cái tín hiệu gì luôn ấy. Thua tôi ghép nhiều luôn á. Thôi, đây. Nó ghép dở quá, tôi sẽ ghép. Tôi giúp nó ghép, cho nó ghép dày, họ chết rồi. Cầm nó quay đi bạn. Rồi quay đi. Quay giờ từ từ tôi sẽ ghép con màu hồng anh em ơi, cố gắng hỏi ghép con màu hồng đi đi con màu hồng nó sao ghép. Quá tiếc anh em ơi, nói chung là hơi xui tí thôi. Qua đây. Chúng tôi sẽ đổi bó nhà nè, qua bên này đi. Còn 118 ngàn anh em ơi, mỗi lần tới 6 ngàn luôn. Đang đốt tiền. Trời ơi. Anh em thấy gì không? Rồi cho anh em thấy. Tức quá anh em ơi. Anh em coi nè, trời ơi một chút xíu nữa được rồi. Trời ơi, tiếc quá vậy. Lấy cái càng đó. Ờ ok. Thì tôi sẽ cố gắng. Nè, cho anh em xem còn lại bao nhiêu tiền nha. Còn lại 118 ngàn này nha anh em. Giờ còn là 112 ngàn. Ấy, rồi. Rồi phải cố gắng, còn xíu nữa. Trời ơi. Tức thiệt chứ. Đúng tức luôn anh em, còn xíu nữa được rồi. Tức quá, thấy lá đường này nó cho anh tôi mà. Nó cho anh tôi mà. Anh chơi lần nữa đi. Nãy giờ chơi quá trời luôn, người ta chơi quá kiếm rồi.
đang chơi dở quá biểu. Ơi trời ơi tức quá. Sao biết? Hay thôi chơi đi chơi đi. Nó bị cuồng bên này rồi. Có một bạn nhí đang chỉ cho Châu ghép. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, Châu ghép gì đâu không anh em ơi. Giờ mà kêu đòi ghép. Ghép tiếp đi. Tiếc thế. Cái này nó gài mình thì sao anh em ơi. Nó cứ cho mình kích thích rồi. Hết rồi hai máy này à. Cố gắng lên, cố gắng lên. Để tôi coi nó còn bao nhiêu tiền nha anh em. Còn bao nhiêu? Còn 64.000 à. Trời ơi nhanh vãi. Lượt cuối cùng 200.000 còn lại 4.000 không đủ 2.000 để quay nữa. Ôi thất bại luôn rồi anh em ơi. Thôi hết rồi còn có 4.000 chứ không đủ đâu cấp thử thôi không được. Ủa được luôn hả? Sao còn lại 38.000 là sao? Được tặng hay là sao vậy? Còn tiền đúng không? Còn tiền đúng không? Dạ là em nộp nãy nó được kêu là khuyến mãi gì á. Hên vãi. Sư tử luôn đi. Nhanh đi hết giờ nó không cho ghép bây giờ. Em ghép xe nó không ăn được đâu. Trời ơi. Thắng rồi em ơi. Trời đánh được rồi. Ghê vậy. Trời ơi. Rồi tiếp tục. Hên vãi. 200 ngàn gọi lại được một con gấu rồi anh em ơi. Sư tử luôn đi. Thôi cho anh đi, đang ghép sư tử đi, chờ đi. Còn được bao nhiêu chơi bao nhiêu.
Còn lại đúng 2 lượt. Đâu? Màu xanh đó không? Đâu? Xanh biển á, nhìn thẳng vô luôn. Không lắm em. Không, cá mì là chút nước dày đó. Nhìn nóng đó nha. Nóng rồi, nóng rồi. Lượt cuối cùng. Thất bại rồi. Rất già hơn người ta mà bị đặt. Sau một hồi chơi thì hai đứa tôi chỉ được mỗi một con này thôi em ơi. Bây giờ ảo phanh tôi giờ nè. Nói chung là trong này cũng còn rất là nhiều trò chơi anh em ơi. Mà bây giờ là tới tối rồi. Trước khi vô trong cái khu này á, là anh em phải mua một cái dây này, là 20 nghìn cho người lớn nha anh em. Rồi còn như nữa không ta? Còn nãy tôi đọc thêm 200 nữa, tính ra là 240 đúng không? Với hồi nãy bên kia chơi 10 ngàn nữa là 250 anh em. Là để được con cá bông này á, hai đứa tôi đã tốn hết 250 ngàn. Nói chung là một ngày ăn của tôi đã mất hết. Ngày mai tôi phải ở đói á. Nói chung là không sao, vì anh em, nói chung là cho anh em các clip hay đã xem thì tôi sẽ không tiếc gì hết. Chắc tôi sẽ chào sẽ đi về anh em ơi. Đấy, anh em nào có gần lên mắt thì vô đây chơi thử nha. Mẹ tôi khuyên anh em là nên chơi một máy thôi, bởi vì nãy tôi với Châu á chơi hai máy á, nên là bị chia ra. Và anh nộp tiền vô đây này là 6 ngàn một lần. Anh em nào số tiền lớn thì sẽ được thưởng vô. Thưởng thêm tiền đúng không? Ừ, các bạn điểm này anh em. Trong này tàn lít không à. Giờ vô đây cũng ngại quá trời luôn. Không biết đâu. Lát ra hỏi đi. Ừ. Là tôi nó sẽ đi ra giờ hỏi thử được bao nhiêu điểm nha anh em. Rồi, nói chung là rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip ghép thú này hay và thú vị thì ấn vào nút like đăng ký kênh ủng hộ cho tôi. Và đừng quên chia sẻ từ một cái để tôi động lực đầu tư làm những video clip khác hay hơn cho anh em cùng xem nha. Đây, phần quà của chúng ta đây, tặng Châu luôn á. Bữa này em cá được mà. Tiền sáng của tao á. Rồi, bye bye đi. Bye.